Bật tan đi. Ok nào, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Bồn Vlog của Sống Châu Phi. Hôm nay anh em mình này quay trở lại lông trại phía hai bản bên ngoài này các bạn. Thì hôm nay nhân dịp ngày quốc tế lao động ngày mùng 1 tháng 5, thì vào đầu video anh em mình cũng xin gửi đến tất cả các bạn yêu quý tem cũng như yêu quý anh em mình có một ngày nghỉ lễ quốc tế lao động thật là vui vẻ và đầy ý nghĩa đấy các bạn. Thì hôm nay anh em mình quay trở lại với lông trại thì cũng có một phần quà để gửi tặng tới tất cả mọi người vào nhân dịp ngày tế lao động nha các bạn. Thì hiện tại bà con đang làm cỏ đây, cỏ ui đã tưới rồi, tưới nước này, cỏ củ đậu bên kia là củ đậu đây, bữa trước vườn là củ đậu anh em mình trồng cũng vun sới rồi nên cũng rất là đẹp rồi đây. Hiện tại bây giờ mùa khô rồi các bạn, hết mưa rồi, không còn mưa nữa, sắp tới là có thể là khô héo đấy. Thì vì hiện tại nông trại ở đây là không có nguồn nước, khắc phục bằng cách đào giếng đấy. Thì mọi người cũng cứ túc tắc đào giếng thôi. Tút đồ bay à, là tút đồ phát là chào các bạn. Một số cầu thủ hôm xưa đi đá bóng, hôm nay lại thay bộ quần áo ra, quần áo cầu thủ ra là lại là những người nông dân đấy các bạn. Đấy, hôm trước mới khoác áo các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp xong. Ai mua từ Capi á? Sì. Sì, tụi tôi ai tia ra cái quyền đùa. Nó bây giờ cũng có một xe men gì á. Ta bình. Sì, với cả bình bùn nịt tủ. Củ đậu đây, vườn củ đậu đây. À, xinh, củ đậu. À, bữa hôm trước thì anh em mình cùng với tất cả người dân cũng như mình ở việc mình bán giúp mọi người củ đậu đó các bạn. Thì anh em mình cũng thống nhất với tất cả người dân cũng như số tiền bán được đấy. Thì tất cả qua mấy lần bán để tổng thu về tiền củ đậu mấy tiền cà pháo đấy, thì tổng thu lại được 832.000 tiền quan gia. Thì mình cũng đã bàn bạc với người dân rồi, thì một là mua con giống để chăn nuôi đấy, hai là mua một mình, theo mình thì mình muốn mua một cái xe ba bánh để ở lông trại này cũng như hỗ trợ mọi người, giúp đỡ mọi người chẳng hạn trong bản mà đùng năm có ai bị ốm bị đau gì đêm hôm đấy, có thể mọi người đến nông trại mượn xe ba bánh chở người bệnh ra ngoài thị trấn, rồi và song song thế thì làm việc ở nông trại là kiểu là đi chở những cái dụng cụ đồ vật sau này có cây giống vườn khoai vườn sắn bên kia, có thể khi nó đang phát triển được cây giống thì cũng có thể chở đi cấp giúp các bản đấy các bạn, giúp người dân bản đấy. Thì vẫn đang cân nhắc với người dân vì hiện tại bây giờ thì cái giá cả của cái xe này nó không biết là nó lên hay nó xuống. Như là đợt trước có thời điểm anh em mình mua nó hơn 1 triệu quan một cái xe cơ, hơn 1 triệu quan, tính ra là cả hơn kiểu ở bên anh em mình thì theo giá đô đấy, đô lên đô xuống đấy, thì theo giá đô hơn 2.000 đô một cái xe. Mà hiện tại bây giờ thì không biết nó lên hay xuống thì có thể là hôm sau mình đã cân nhắc, nếu mà nó vượt quá cái số hơn 800.000 thì có thể, nếu mà mua xe ba bánh thì có thể mình bỏ tiền túi của mình ra để cho mọi người mượn, sau này mình sẽ trừ sau để mua giúp mọi người cái xe ba bánh đấy. Thì bữa trước cũng bàn bạc với các bác trưởng bản cùng với người dân rồi, thì mọi người nói là thì mình đến mình giúp đỡ, mình mua hạt đậu từ Việt Nam đưa sang, cũng hướng dẫn mọi người trồng trọt, là mình đã hỗ trợ mọi người lương thực phẩm rồi, thì bây giờ là mình giúp người dân như nào thì người dân nhận như thế, cũng như bác trưởng bán bữa trước cũng đã nói rồi, thì mình vẫn đang cân nhắc nha các bạn. À sao bà cũng tôi được gen gì xì à, gọi đi cùng đi qua ăn được đi không xì xì không thầy à, tôi đuổi ai sao bị ai đi ung thôi thầy đi phép ta tôi nụt bay thầy nó cho Việt Nam đi ta ta bay thầy tôi đuổi hai đi thầy có mu tôi đuổi bay bay tôi đuổi bay đi phép ta cái tiếp buồn ta bro thầy tôi đuổi bay thầy ban đầu áo đó bay phát sen đại thầy bốc đồ coi ra tiếp buồn aro ông bố có đồ đi nghe đồ để bố lại ghi ai rồi lại ghi tụi đồ đi diện ra đây đang nói chuyện các bác trưởng bản thì về hỏi mọi người vì người dân ở bên đây
ở ngoài thị trấn, ngoài thị trấn thì mọi người nói chung là đa phần thì mọi người biết là ngày lễ thì các cửa hàng này và ngày lễ ngày nghỉ này thì mọi người đóng cửa, mọi người không làm việc đâu. Còn những người dân trong bản này thì bản vùng sâu vùng xa thì có thể có người biết, như anh này vừa anh biết là anh bảo là ngày quốc tế lao động này. Và anh này anh biết này, với một số người thì lại không biết, như em này chỉ nói này chỉ mà hôm nay chỉ là ngày mùng 1 thôi, có người biết có người không đấy các bạn. Thì những người chẳng hạn những người nào ra ngoài đi làm rồi thì mọi người sẽ biết thôi. Vào ngày lễ quốc tế lao động này anh em mình có phần quà tí để gửi tặng mọi người sau, cũng như hôm nay sẽ nói mọi người nghỉ sớm một chút đấy các bạn. Đây, bây giờ mọi người đang đi nhặt cỏ này, y tia là tu đùa đây, nhặt cỏ bên này nhặt hết rồi, sạch hết rồi, sạch hết luôn. Bên đây là đang các anh ấy đang đào giếng chia nhau ra làm việc đây. Thì ở nông trại đây thì hiện tại anh em mình đang từ trước này là mình đang sắp xếp mà 11 anh tổ trưởng tổ nhóm cũng như hai em gái là ở đây nấu ăn, phụ nấu ăn cũng như phụ nấu ăn cùng với tất cả các anh tổ trưởng tổ nhóm ở ngoài nông trại là 13 người, với bác trưởng bản là 14 người, tất cả 14 người ở đây là chăm sóc chỗ nông trại sắn rồi khoai giống, tất cả những cây giống thì sau này gọi là mọi người đồng hành cùng anh em mình ấy, sau này mình sẽ lấy cây giống để mình đi cấp phát gửi tặng, để lấy cây giống đi gửi tặng tất cả những người dân ở trong bản đấy các bạn. Còn những cây đậu, củ đậu rồi những cây gì có thu nhập trước mắt thì gọi là chỉ để gọi là hỗ trợ người dân, hỗ trợ tất cả các anh tổ trưởng tổ nhóm ở đây cũng như gọi là trước mắt thôi, chứ còn về lâu dài là anh em mình đang phát triển vườn cây khoai mì cũng như cây khoai lang ấy, sau này nhân giống giúp mọi người đấy các bạn. Đây, mọi người chia đều ra làm hết rồi. Bên kia thì có mấy núng rau cải đấy, mình cũng nói mọi người là cứ tỉa dần dần để chiều tối là đưa về nhà ăn. Bắt ta đi tôi đi bay xin tu đủ. Đây, các bác đang đào giếng ở dưới này đi. Bữa u tách ra mưa được ao à? Đây kiểu là nó chưa khô hẳn đấy các bạn, giờ mới hết mùa mưa xong, bây giờ là ở trên nước trên kia nó cứ dẫm xuống này, bữa trước nó dòa rỉ xuống dưới rất là nhiều đấy, bây giờ là múc đến đâu đào đến đấy để anh em mình còn là xử lý đào giếng để hôm sau khắc phục đấy. Thì khắc phục cũng như để chăm sóc cái vườn rau cũng như vườn hoa màu đấy, để hỗ trợ giúp mọi người chẳng hạn cái gì bán được là giúp mọi người, như bữa trước bán được cà là giúp mọi người có tiền mua đồ ăn trước mắt. Đá đào giếng đấy nó phải qua cái lớp đá thì xuống dưới thì nó mới dễ đào hơn, lớp trên vẫn còn đá, cứ múc lên đâu là đào lên đấy. Con nụ tia đã qua bờ ao à, ta bên cao vào nữa đấy, chia đều hết các bác tổ trưởng tổ nhóm. Ao ở điệp phết à nó mới phết à ta bắt đầu nó mới bữa trên sao vậy. Eu já não sei. Tudo bem? Nosso aqui, Angono está bem. Vietnam está bem. Deixa eu ver. Peta, está pronto. Tudo bem. Sim, obrigado. Olha, está já coisa. Eu vou cá. Está bem. Está bem. Sim. Anh, em này thì không biết ngày nãy. Thì nói chung là mọi người vì ở trong bán không, mọi người khó khăn ấy. Nên mọi người nhiều khi nắm người không được đi học đâu. Nhưng mọi người nhiều khi không biết. Tí là bây giờ đẻ ba gà. Xin. Bữa trước trồng củ cải này giờ cứ tỉa dần thôi. Mỗi hôm tỉa một ít, mọi người để đi ăn xong là cũng như mọi người chiều tối thì đưa về nhà ấy. Tính đôi xi men thì run đùa khi phút tiên sung, đúng không? Phút tiên sung. Đôi xi men thì quá đa sung. Xin. Đang tỉa đấy, tỉa củ cải cho nó thưa thôi. À đi bôi đẹp đi. Số ông đi bố xe tiên đó sao? Thì bổ số ông đôi ba đi cái thì bôi đẹp đi ông mới sống nên vào bông có đủ ba ca ra. Mỗi hôm tỉa một ít còn để cho nó thưa hẳn này ra luôn. Mỗi hôm tỉa một ít, tỉa thì làm cỏ thôi, tí để đi thăm một vòng nữa xem quả bầu thế nào nữa. Quả bầu to này tôi bay nghe sao ngồi trông gà đấy em nhiều hả. Ô vạn vàng vạn đen chán đời thật, hôm nay vào nè làm vẫy đuôi nắng quá chắc nhọc không muốn ra tiếp đón mình. Đây. Bạn đen đấy nói thì vẫn hiểu đấy, giờ phổ cập tiếng Việt này hiểu rồi đấy. Ta bê bạn đen này hình như có bầu rồi này đấy, bằng tí đã có bầu rồi này đấy. Nằm đây là ngủ thôi, nắng là chui vào chỗ mát ngủ thôi, mình vào cũng không ra chào đón gì cả, chán lắm đấy. Mới có bầu hôm trước anh em mình chào mà hôm nay đã to này, nó cao gần bằng mình
để giống đấy các bạn. Bước trước cắt mấy quả, cắt ba quả rồi, còn ba quả to này để giống này. Đấy. Hôm trước nó thấp lắm, nới dây rồi. Để treo này nó khỏi gãy. Đợi thế ngoài này, bên ngoài này sai lắm. Mình để giống mấy quả, chủ yếu là nói chung là hiện tại những cái cây giống cây gì đưa ra ngoài nông trại đây trồng thiết điểm cũng như phát triển ở đây thì chủ yếu mình muốn là để giống cái gì bán được thì bán để có tiền trước mắt giúp người dân, còn chủ yếu mình là để giống hết những quả bầu để giống sau này chia hạt cho mọi người đưa vào trong trong bán trồng đấy các bạn. Giống bầu ở Hưng Yên Việt Nam mình, giống bầu to đấy, ở quê mình cũng không có giống bầu như này đâu. À, tu đuổi đến đây là về vóc cao già, thế mà đi phết ta, hả? Ta đây. Sì. Thế mọi người nghỉ đi tí, anh em mình chắc nói mọi người về sớm, sớm một chút thôi. Vì vào hàng tháng cứ ngày ngày 29, ngày 30, ngày 31 gì đó mình cứ sắp xếp là mình hỗ trợ mọi người. Thì hôm hôm trước là 29 thì là tổ chức bóng đá. Hôm qua là 30. 30 thì ngày chủ nhật chỉ có hai người đến thôi, trông nom thôi, còn mọi người chia nhau đến đấy, mọi người không đến đông đủ. Nên là hôm nay là thứ hai đầu tuần luôn. Mình cũng muốn là để gửi tặng mọi người vào cái ngày lễ quốc tế lao động này, cũng nhắc mọi người là cái ngày quốc tế lao động này, là ngày nghỉ của tất cả mọi người. Tí anh em mình nói mọi người về về sớm một chút. Đây vườn củ đậu. Đây, bữa trước là trồng chỗ này là cây vừng đấy, cây vừng làm muối vừng đấy các bạn, vừng mới nặng để hôm sau làm muối vừng đấy. Đây, bên đây là gạo để hỗ trợ mọi người vào ngày quốc tế lao động luôn. Easy. Ta đây. Sì. Agua como? Agua de feta. Tipo tabro. Sì. Tu rubai. Não é? Sì. Agora não tá bem, tem de feta. Algo nosso vietnamita tá bem de feta. Não é? Sì. Tu do arroz aqui, só uma mamãe vietnamita. Ele fica América. Sì. Ele manda bao no. Qua mara vai. Agora para aí tudo dizendo. Tá bem? Sì, tá bem. Yeah. Thì ok nha bạn, thì tất cả số gạo 14 bao gạo để gửi tặng tới 14 bác tổ trưởng tổ nhóm ở đây là đều của chị Hiếu Thuận, sinh sống và làm việc tại tiểu bang Indiana ở Mỹ, là nhờ anh em mình mua gửi tới tất cả các bác tổ trưởng tổ nhóm ở đây nha các bạn. À tôi đủ vài vodka cô Arod Azuda. Đây. Muito obrigado, chefe. Muito obrigado, chefe. Olá. 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 Bà hăng chân bận nộn mai mà còn đổi đấy. Ah, tem pouco do dinheiro. Tem o bano. Hã? Tudo sobre aí. Sim. Thì ok nha bạn, thì vừa rồi là số gạo của chị Hiếu Thuận nhà anh em mua tới gửi tới tất cả mọi người. Thì bây giờ đến lần mình thì như vào tới hàng tháng thì anh em mình vẫn hỗ trợ tất cả mọi người một chút tiền mỗi người là 10.000 quan gia. 10.000 quan gia nó chỉ dao động tầm
500.000, trên dưới 500.000 thì Việt Nam mình để gửi tặng tất cả các bác tổ trưởng tổ nhóm để mọi người đến đây đồng hành với anh em mình phát triển nông trại cây giống để sau này mình giúp được nhiều người dân bản hơn nhé các bạn. Anh em mình sẽ gửi tặng tất cả mọi người. Ao là gì? Đi nghe nói gì? Bao nhiêu ao rồi là số ôm bao số? Anh em biết đét mình. Yêu này tôi đủ mệt. Nào ơi. Về ra về. Bốn. Ê, đét mình. Muito obrigado. Sim. Muito valeu. Sim. Ok, isso é bom. Isso é bom. Egi. Muito obrigado, meu chefe papá. Muito obrigado. Aleluia. Egi. Muito obrigado. Sim. Sim. Tá aí. Obrigado, pai Paulo. Tá bonito. Dinheiro. Comprar óleo aí. Isso. Aqui. Obrigado, chefe. Amém. Tá. Já. Tá. 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 Muito obrigado, meu chefe. Tá. Tá bem. Obrigado, obrigado, chefe. Tá bem. Muito obrigado. Vamos pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro. Senhora, vamos mais dançar o mapa. Tá aqui. Chefe Paulo é bom, já. Ué! Tá aqui. Muito obrigado, muito obrigado! Ué! Dia de hoje, chefe! Senhora! Tá bem. Muito obrigado, pai! Tá bem. Tá bem. Olha comer bem! Sim, tá bem! Bem. Sim. Tá bem! Sim! Tá bem! Phát ra cái, à, phát ra miếng, ui giời thế nào dễ thừa, nên, xin, ta về, xin, xin, tôi là con là về nhá, xin xin, ta về, xin, xem là bao nửa ra phần à, ấy tôi được đi gen đi, quan được xây cả cái kỳ, phát gen đã, ta đã mua từ bình, đấy là cùng một, bà đang đã cùng một xi men đi, đấy là đi bôi thì đều mua từ xi men đi, đi bôi xi men đi, à, majorca, xi men đi batata, xi men đi feijão, quan được đều mua từ eu tira, eu vai ajudar aqui tudo, bobo. Fica no que lá em casa. Hã? Tudo leva Aaron. Tudo vai levar Aaron, com o dinheiro. Vai casa, guarda bem, com minha bem, com família, com money, com pai, com mãe, com filho. Tá bem? Sim. Aí como? Sim, aí só vai. Sim. Eu sinto muita alegria. Sim. E é assim, como a minha esposa. Sim. Com as crianças, em sim. Casa com arroz. Sim. As minhas crianças gostam mais de arroz, chefe. Sim. E assim, com os meus filhos. Sim. Com as suas esposas. Sim. Com as suas crianças. Sim. Isso não é bonito? É bonito! Chefe Paulo, hoje é festa. Assim com arroz, um pouco de feijão. Sim. Na mesa mesmo. Sim. Ô, chefe Paulo, é só por Deus. Tá bem, tá bem. Tá bem, como é isso? Ô, chefe. Eu agradeço muito essa oferta do nosso chefe. As crianças hoje vai brincar bem, hoje vai chorar bem. Quem quer quero sendo como fala? Tá bom, tá bonito. Tá bem. Tá bem. Aí thì ok nha bạn, thì anh em mình cũng đã như vừa rồi cũng đã thay mặt chị Hiếu Thuận sinh sống làm việc tại Mỹ đã gửi tới toàn bộ tất cả 14 bác tổ trưởng tổ nhóm mỗi người một bao gạo cũng như anh em mình đã gửi cho mọi người mỗi người một chút tiền vào như kiểu vào
chút tiền vào hàng tháng này để hỗ trợ mọi người để mọi người cùng đến đây đồng hành cùng anh em mình để phát triển lông trại cây giống để sau này được giúp đỡ được người dân nhiều hơn các bạn. Thì hôm nay là có đặc biệt khác hơn là mình muốn gửi tặng tới mọi người vào đúng ngày quốc tế lao động, nó thật ý nghĩa nha các bạn. Áo là tu đùi quá đà rồi cô một vai quá đà cô già áo là vai xe đủ hả vai ca già xe đủ áo đi phết à tu đủ tao đâu đấy để mọi người chỉ một năm chỉ có một ngày lễ quốc tế lao động thì mình cũng muốn để mọi người cất gạo đi xong là để mọi người nghỉ ngơi sớm một chút còn hai em nhỏ ở đây thì anh em mình vẫn đang hỗ trợ các em ăn uống cùng với tất cả mọi người chứ cũng không tặng riêng các em đâu vì các em ở đây này có hai em gái nấu ăn rồi cũng như chăm sóc cũng rất là tốt rồi nên là anh em mình để các em đấy ăn uống cùng với mọi người. Ở bên đây là vườn sắn vườn khoai mì này hiện tại đang hết mùa mưa rồi các bạn nên là hiện tại nó cũng có thấy gần như hiện tượng cằn này. Ui các em vẽ ngô ra vẽ ngô lấy hạt xay thôi mà bỏ cái nõi ở đây này. Đấy, tất cả vườn sắn vườn khoai mì này hiện tại nó đang cho ra củ rồi nhưng từ đây về đến 6 tháng sau nữa là mùa khô nên cây sắn cảm tưởng nó cũng kiểu cằn đi này. Cũng như cũng phải chấp nhận vì lông trại ở đây thì không có nguồn nước đâu các bạn. Đây, tất cả một cả khu sắn khu đỗ bên dưới này đậu đây. Và hy vọng là mùa mưa tới là có gầu cây giống để phát để gửi tặng mọi người này để mọi người phát triển đấy. Đây, tôi đổ quá đa coi ra, bắt xe đủ, phôi ca ra xe đủ á. Đây có một kênh qua phía cây phát gen nè, phía cây con tơ la bình, kênh, phôi ca ra, vai ca ra, bắt xe đủ á, đi nhẹ đủ, ui, ao đấy đi nhẹ đủ, vô xe phải thế Aqui dinheiro eu compro óleo, sabão, um pouco dessa coisa, né? Como a casa aí, yeah, comer bem, muito feliz. Sogro. Oh, meu chefe. Digno, mas que... Vou fazer muitas coisas para minha esposa. As crianças vão vestir bem chinelo. Agora, vou comprar sabão, tá? E peixe! Tá bem. Agradeço sim, muito! Tá bem. Meu chefe, com esse dinheiro vou comprar uma saia da minha esposa, sapato, um brinco, cabelo, e comer bem, chefe. Nghèo khó nhưng mà hỏi có tiền để làm gì, anh nào cũng mua quà cho vợ, này, anh thì mua váy cho vợ này, rồi mua dép cho con này, rồi xà bông này, cái kem này ở bên này họ hay sử dụng cái kem mùa tới là mùa khô hanh này, mọi người cứ ai mà có tiền thì mua cái kem hay không nó nẻ hết mặt ra các bạn. Nói chung là nghèo nhưng luôn nhớ về vợ con, anh nào cũng vậy. Mấy anh em mình có hỏi ấy. Hả? Ta bình. Ê quá đà. Ta bình. Thì ok nha bạn thì anh em mình cũng như vừa trên đầu video mình nói thì hôm nay là nhân dịp ngày quốc tế lao động thì anh em mình thì và hàng tháng vẫn hỗ trợ đến hỗ trợ giúp đỡ mọi người đấy. Rồi là đặc biệt tháng này khác hơn là mình muốn là gửi tặng mọi người vào đúng cái ngày quốc tế lao động vì nói thật là hôm qua hôm kia thì cũng đều bận cũng không gửi tặng quà mọi người được thì đúng ngày hôm nay là ngày quốc tế lao động này trên toàn thế giới thì anh em mình muốn đến gửi tặng mọi người phần quà và rất thật ý nghĩa cũng như vừa cũng hỏi cảm nghĩ của tất cả mọi người rồi cũng như đi thăm một vòng chỗ nông trại rồi cũng như căn dặn mọi người để hôm nay anh em cũng để cho mọi người nghỉ sớm một chút để cho mọi người cũng hưởng ứng cái ngày quốc tế lao động để cho mọi người nghỉ ngơi một chút đấy vì sáng nay mình cũng bận quá mình cũng không vào được bây giờ cũng quá trưa rồi chuẩn bị đến chiều rồi mình mới vào được các bạn thì mình cũng dặn hết tất cả mọi người rồi thì ok các bạn thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây các bạn thấy video hay video nghĩa cho anh em xin một like một chia sẻ một cái kênh đồng hành cùng với nó của sống Châu Phi để ủng hộ anh em có thêm nhiều động lực cho anh em hay cũng giúp đỡ nhiều fan nhiều núi Phi bạn chào các bạn ra đây đây kiên giờ muốn xem là con nhà bình đấy giờ kiên giờ con nhà bình á ta bình hai em nhỏ thì có các em ở đây nấu ăn rồi sáng trưa tối đầy đủ hết rồi đang khắc phục đào giếng đấy bạn bây giờ là mùa khô rồi nên là tất cả sắp tới này cây vườn cỏ bên kia là cây cỏ chỗ nào nó cũng cháy hết nó khô rồi là mọi người đốt cháy hết nên là nông trại đây thì anh em cũng đang khắc phục chỗ khoai giống những sắn giống đấy để sau này có cây giống giúp người dân đấy các bạn. Mùa khô thì không nguồn ở đâu có nguồn nước còn có thể khắc phục được như ở nông trại đây thì không nguồn nước nên là cũng cố gắng khắc phục đào giếng để mọi người tưới thôi khắc phục đến đâu thì khắc phục anh em mình cũng cố gắng hết sức để sau này giúp đỡ người dân đấy các bạn. Xin